Tài Tiếu Tuyệt hân hạnh giới thiệu. Đàn ông đàn an người ta múa gì mà dẻo quá vậy ông nội? Thi hoa hậu đâu mà làm gì? Người mẫu. Mấy đứa nhỏ kêu là phải làm. Dạ con lạy ba. Bà Quang ơi, hay là có ẩm á Quang đi. Hot tune cùng hàng loạt chuyện bi hài xung quanh chủ đề nóng, quấy rối cùng các danh hài bạn yêu thích. Chủ đề của anh Tơ. 1, 2, 3. Trời đất ơi. Người đàn ông bị phụ nữ dê thì phản ứng như thế nào? Trời ơi. Biết ai quấy rối ai à? Con nhà của con hút bà là sao con? Có những anh chàng là biến thái, cắn môi cắn mồ của chúng ta. Anh nói anh thả hồn, em thấy em thả thả cái không, gì không vậy? Bao giờ anh có cái tính đó. Anh chỉ có tính nói dối thôi. Đón xem Tài Tiếu Tuyệt lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 10 chỉ có trên HTV2. Khi học bách khoa nó cho mình một cái suy nghĩ về logic. Rất tiếc là hầu như trong tất cả những quyết định của mình nó không có đi theo cái lý trí đó mà nó theo con tim nhiều hơn. Chính vì vậy nó lên bờ xuống ruộng nhiều, bởi vì những quyết định của mình nó mang cái cảm tính nhiều hơn là cái lý trí. Một ngày về thăm quê thì gặp lại gì đấy, em đi lấy chồng đây. Nuôi ba đứa ăn học ở trên Sài Gòn này không phải đơn giản. Ngay từ thời đó cũng đã thấy là một cái người nào mà người ta lấy mình cũng đều là điều hết sức khó khăn cho người ta. Người ta đau là một chuyện, mình cũng đau, mà cứ như vậy hai người đau qua đau lại, đau qua đau lại, cứ kéo dài một cái thời gian như vậy. Đàn ông thì phải an cư mới lập nghiệp, sống rất nhiều ở trong những gia đình khác nhau, những trong những căn nhà trọ, sống với nhiều gia đình lắm.